E, có xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan e. Để trở nên dạng dỡ nhất chính vì vậy e. Không dreamer trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu này, nước thần Revitalizing Essence lại khiến chị em mê mẩn bởi công nghệ lên men độc quyền được 15 năm tại Hàn Quốc. Em này giúp cấp ẩm, phục hồi, tái tạo tăng đàn hồi, làm lành, kháng viêm hiệu quả, cải thiện 7 vấn đề về da chỉ trong một bước. Ưu điểm sản phẩm, dưỡng chất giúp tái tạo, phục hồi da hư tổn, làm lành vết thương dịu da, tạo hàng rào mạnh mẽ kháng khuẩn, chống viêm, giảm kích ứng, bảo vệ da trước các tác nhân gây hại. Loại bỏ bụi mịn, làm sạch da, tạo độ thông thoáng, đàn hồi cho da, kích hoạt khả năng tái tạo tự nhiên của làn da. Chống lão hóa, tăng sinh collagen, tăng tính đàn hồi của sợi elastin, thẩm thấu 7 lớp tới tầng hạ bì dưỡng ẩm sâu từ bên trong. Nuôi dưỡng, tái tạo làn da sáng mịn, hồng hào, dạng người, giúp cho da đều màu, cân bằng sắc tố da. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm nước thần E. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như N review nước thần E. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích là một thương hiệu mỹ phẩm. Dược mỹ phẩm đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, sản xuất với công nghệ hiện đại được cấp giấy phép chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng. Xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan E. Đẹp, căng tràn năng lượng, đẹp tràn đầy sức sống, e. ưu điểm, nước thần Revitalizing Essence sẽ nhận biết các loại da dầu, da khô hay da mụn, rồi sửa chữa. Tái tạo cho làn da căng mịn, sản phẩm có các chứa các enzyme giúp da hấp thụ tối đa các dưỡng chất từ các bước skincare khác như serum. Kèm dưỡng, đồng thời là đào thải, đẩy ra những tế bào chết, chai ti nhỏ nhưng mình thấy sản phẩm này dùng không tốn đâu. Do là dùng van bấm nên mỗi lần bấm chỉ một vài giọt thôi, sử dụng vào ban ngày thì thấy không hề có dầu nhờn. Mà da vẫn rất đẹp không bị xuống tôn một chút nào luôn, cảm giác da giá rất khỏe và bóng. Thực sự đỉnh của chóp. Nhược điểm, giá hơi đắt nếu bạn là một sinh viên hay một người đi làm với mức lương trung bình thì đây không phải là một sản phẩm dành cho bạn. So với các sản phẩm khác thì có thể giá của nước thần Revitalizing Essence là đắt tuy nhiên so với cái công dụng của nó thì mình nghĩ nó xứng đáng. Vì sau khi sử dụng sản phẩm này thì nó giống như việc các bạn vừa đi làm một liệu trình ở spa vậy. Hướng dẫn sử dụng, sử dụng nước thần Revitalizing Essence 2 lần mỗi ngày, sáng và tối sau bước làm sạch. 1. Hoàn thành bước làm sạch da mặt bao gồm tẩy trang, sữa rửa mặt hai. Lấy lượng vừa đủ sản phẩm, thoa và vỗ đều sản phẩm trên toàn bộ khuôn mặt ba. Đợi sản phẩm thẩm thấu trong vòng 30 giây sau đó tiếp tục các bước dưỡng da khác lưu ý ngừng sử dụng khi có các triệu chứng bất thường không sử dụng trên vết thương hở và để xa tầm tay trẻ em lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm nước thần e tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của nước thần e lưu ý sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh